ra không? Đó, nít cơ ở trên nè. Rồi nít cơ biết chừng nào nó ra? Đây, mẹ sao nó được nè, lấy cái cây này nè. Lấy cái cây này dít nó ra đi, tại nó trong đây mà đập nó cũng không có bởi đâu. Không có dít được đâu. Dít nó ra đi. Nó ngắt vậy. Làm cho nó hư. Đấy kìa, kêu người ta kêu nãy từ từ thôi, từ nhiên nãy chẹo qua cái bị gãy dính vô trong đó luôn rồi. Biết sao luôn. Lấy búa đập luôn, đập nó bể cái ổ phá luôn. Mình cứ cần lấy cái cây gì mình gấp cái này ra, cái mình thọt cái này vô cho nó dễ không ta? Lấy cái nhíp gấp được không? Nhíp hả? Ừ. Đó. Trời ơi, làm gì vậy? Anh Hưng thật. Đi ra coi, đi ra coi, làm cái gì vậy? Nè, anh nhìn anh thấy gì không? Đau hả? Quá, gãy dính cổng luôn. Trời ơi, đau. Dính cổng luôn rồi đó. Rồi cái chìa khóa mà dính vô đây luôn hả? Ừ. Trời ơi. Thấy kìa, nó xây gì sao không biết, nó dính vô đó luôn, nó gãy vô đó ổ luôn gì rồi vậy? Đó. Gì? Hết hạn sử dụng rồi. Tiệp hàng hả? Thì đó. Bị sơm. Cái ổ khóa mà để ngoài nắng ngoài mưa nè, mà mình không có chế nhớt vô á, lâu ngày cái chìa khóa nó gặp cứng. Ờ dùng cái thứ mà đưa vô cái nãy qua này lại. Rồi nãy giờ đóng cái này vô hay là phập vô thuốc châm luôn rồi? Phàm kìa, nó đóng vô mà em cho bởi ổ phá luôn, không bởi, bây giờ nó dính vô trong đó luôn vậy luôn rồi đó. Vậy hả? Bởi vì đây để chỉ cho cả nhà mốt là có gì đi ăn trộm. Trời ơi, chết luôn. Đâu ai? Từ sáng giờ không ra được. Sáng giờ luôn á. Dính sáng giờ hả? Ra ngoài không được luôn. Trời ơi, bởi vì cái gì không có công thức tivi thì làm không có được gì hết trơn á. Đây, những cái ổ phá mà nó như vậy nè. Ổ phá này là ổ phá Việt Hàn nha cả nhà, không phải việc tiệp nha. Ổ phá như là bấm vô phải không? Những cái ổ phá mà bấm vô là những cái ổ phá dỏm, mình đừng nên xài. Ủa vậy hả? À, mình xài những cái ổ phá mà như việc tiệp ra mình phải dặn mình mới rút về phá ra được. Đúng rồi. À, còn cái này rút ra, cái rút vô và bấm cài chặt những ổ phá đó có cái dỏm. Ổ phá này gãy cái chìa phá là đúng rồi. Anh mở cái chỗ ổ phá này, anh nhắm mắt anh mở còn ra nữa. Dạ. Ừ. Đâu nhắm mắt nha. Không mở mắt nha. Nếu mà bây giờ nếu mà tin anh mở cái ổ phá này trong vòng khoảng ok. À 3 giây. Trời ơi, 1 tiếng đồng hồ nãy giờ gỡ không ra đó. 1 tiếng mà không ra hả? Bây giờ kiếm em một cái ống tiếp đi. Ống tiếp trong cổng có ống tiếp dài dài tròn tròn á. Đó, lấy em cái đây rồi để em mở cái ống phá đi. Trong vòng 3 giây là có được rồi. Ghê vậy? À. Nói dốc quá ông ơi. Rồi. Đây ngay cửa nó lúc nào cũng để sẵn ống tiếp nè, biết chưa không? À, ăn trộm vô hả? Ừ, ví dụ mà đứa nào mà đưa tay vô nè, thấy khỏ cái đầu nó. Thôi, không biết trèo vô. Ngu à. Nói chung á là bây giờ những cái ổ phá mà như vậy nè nha. À thì mình sẽ kiếm một cái ống tiếp nào mà cho nó vừa thôi. Đây. À nè, cho nó vừa mà đút vô được là được nè. À. Đó, thấy không? À thường thường mình vừa mà đút vô để cái bên nghe nè, lấy cái búa đập đây cái nè là nó có mình dở lên cao nha. Ừ. Nhớ nha, dở lên là cho nó có cái độ trống nè. Mình đập xuống là cái lực nó sẽ đập xuống gấp 100 lần. Là nó văng ra là sẽ văng ra, bảo đảm 100%. Cái búa này phải không? Đây cả nhà nhìn kỹ là cái pha mở ra trong vòng 1 giây của mình nha. Đây. À nó là cái ổ phá mình nó đang vậy nè, cả nhà nhìn thấy kỹ nè. Phải nhẹ mở cửa ra chút xíu đi cho cả nhà mình ở coi nó kỹ hơn. Đây nó. Đây nha cả nhà. Đó, mình phải để cho nó hỏng lên nè, để cho hỏng nè, rồi ở trên mình đập xuống thì á là cái cây sắt á là nó chịu lực đập rồi nó đập ngược xuống nữa luôn. Là cái lực nó sẽ mạnh hơn. Còn em để như vậy nè, em đập á thì cái lực nó rất yếu. Thì là như vậy. Dở cao lên, đập một cái. Đây. Trời ơi. Không tới 1 giây luôn. Trời đất ơi. Ông nội phàm ông đóng cái tiếng đồng hồ. Tại vì á biết sao không? Đây, đập một cái bởi chỗ này luôn nè, thấy không? Đó. Đúng rồi. À, tại vì á cái lực á mình á là sử dụng bây giờ mình sẽ sử dụng thế hết trơn. À, tại vì nếu sao? Nếu mà mình á là để dưới đây nè, mình đập này lực nó sẽ không bằng. Đúng rồi. Mình phải dở cao lên phải không? Mình phải dở cao lên. Rồi đập á là cái lực nó đẩy xuống nè. Nó sẽ mạnh hơn. Nó văng ra. À. Ủa. Trời ơi, có hay. Nhiều đó mà cũng không biết nữa Liên Âu ơi. Để nhốt đây luôn á. Rồi tính làm gì vậy? Cái ổ phá này nữa hả vậy? Tính sử dụng. Lấy ổ phá này mà mở lại nữa hả? Mới đi mua luôn. Cái ổ phá này anh mở mặt anh nhắm mắt anh mở còn ra nữa. Ủa là sao nữa? Ừ. Đây là những ổ phá nè. Mới mua đó trời. À, mới mua thì mới mua chứ. À mới với những cái ổ phá mà bấm nha. Bấm nè cả nhà thấy không? Tại sao á mình đục nó lại ra? Tại vì mình đập xuống á là cái ở trong nhảy nè. Nè thấy không? À, vậy à cả nhà thấy ở trong nè, đây nhìn kỹ vô trong nè, nhìn kỹ nha. Đây, nè mình khửi nè. Lúc nào nó cũng bập bên hết trơn á. Đúng rồi. À nó không có cứng như là những cái ổ phá loại này. À những cái ổ phá loại này á thì á là nó dặn lại cái lại dính luôn, nó không có bập bên được. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra nha cả nhà. Đây. Thì cái này đi, em thấy cũng im lắm mà, bền lắm mà. Bằng này inox thấy im phải không? Đúng rồi. À đây. À. Thấy không? Cũng xịn sò lắm đấy. Xịn sò không? À đây nè, cái này á là nó sẽ không bập bên, nó sẽ cứng vô luôn. À. À,
Nhưng mà cái những cái ổ phá nè là rất là giảm. Mình mua ổ phá mình lựa, mình coi. À, coi nếu mà ổ phá nào cái đít mà nó có hai chớn như vậy nè. Đây, có hai chớn như vậy á là mình không nên xài, mình không nên mua. Sao cái này mình cẩn trọng nha, cái này đập không sức nha. Được. À, nếu mà một khi mình phá vô rồi á là mình đập nó sẽ không xuất ra được. À. Nhưng mà mình có một cách mình mở cái ổ phá này rất là đơn giản, tại vì ngày trước anh nói chung mình không phải đi ăn trộm nhưng mà biết được ăn trộm phá. Là mắc chị phá hoài, lý do là mắc chị phá hoài không, đúng không? Ăn trộm nó vô nhà mình nó mở theo cách này nè. Nó mở cái đít này ra luôn. Cái gì ghê vậy? À, trời ơi, nhà anh nó ăn trộm ăn sâu suốt mà bạn anh mà. Thí dụ mà nó tại vì nó đi ăn trộm của người ta, ăn trộm được, nó về nhà anh nó ăn trộm của anh. Vậy hả? Dịch giặt không? Ổ phá đó là mình không sử dụng nha. Đó. Dẹp đi. Để dằn này dằn nọ cũng được. Hư rồi. Bây giờ cái ổ phá nè, phải không? Như vậy nè, làm cho một coi một lần rồi bỏ cái ổ phá này, không bao giờ mua nha. Mới mua đó. Mua là mua những cái ổ phá diệt tiệp. Còn cái này ổ phá gì? Cái gì? Ai biết đâu. Cà đít gì ghét gì nè, không biết cái gì ghét ghét gì nè. Bỏ qua đi. Đây bây giờ mình mở ra đang sử dụng bình thường phải không? Mở ra đóng vô nè. Đó, đóng vô nè, mở ra đóng vô nè, phải không? Rồi, ok. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ chìa khóa ra một bên, không có sử dụng nữa. Bây giờ anh sẽ mở cái này ra, mở từ ly từ tí luôn trong vòng 3 giây thôi. Ghê vậy anh. À, mình á là sử dụng cái vít nha. Mơ mốt nhớ mua ổ phá. Đây, thí dụ mà mua ổ phá diệt tiệp á thì nó sẽ không có cái lằn này nè, thấy không? Đó. Nhưng mà ổ phá này ổ phá bóp không có xài được. Còn ổ phá nào có lằn nè là người ta sẽ đưa cái vít vô nè. Đây nè. Đây, mình sẽ đưa vô giò, mình sẽ khửi ra. Mình sẽ khửi được cái đít ra nè. Đây, đó. Một phát một là khửi được một cái đít ra, thấy không? Chỉ cần một cái vít thôi. Sao đơn giản vậy? À. Rồi xong á là mình sẽ đưa cái vít vô. Đây, đây, đây. Mình mở ra chút xíu mình gắn lên cho cả nhà coi luôn. Mà mở ra bỏ đi chứ để cái ổ phá này chi. Ê, hồi nãy nói nghe nè. Hồi nãy tại sao mà mình nói là còn cái còn trong bọc mình không đi đổi lại đi, mình mở ra chi cho tốn tiền ta? Tại anh thức á, một hồi mua lại nè, trả lại nè. Đây đây, mình sẽ đưa vô cái lỗ nè cả nhà. Đây cái vít mình sẽ lờ vừa cái lỗ này nè. Đưa vô cái lỗ này nè. Rồi anh hở ra. À, rút cái này ra luôn. Đó, mình nắm cái này ra. Nó sẽ ra hết rồi phải không? Ở trong này á thì có một viên đạn nữa. Đây cái này viên đạn này để nẻ. Đúng rồi. Nè bây giờ nó vẫn dính nè phải không? Nó vô để mình lấy cái dao mình nẻ. Úi. Sao kỳ vậy? Vậy là phá giờ có chặt không? Không. Đó, thì bây giờ đó. Thì mở ra 30 giây rồi. Cái ổ phá nó có xài được mà tốt. Bây giờ thí dụ mà ăn trộm nó vô, lấy cái vít nó khởi cái nó ra mất tiêu rồi. Mất mớ gì mà. Em hiểu rồi. Bây giờ đi, bỏ những cái ổ phá này đi. Đi ra mua ổ phá gì kịp. Mà loại một gần 200 ngàn đó. Sử dụng. Mà không có cái lỗ đúng không? Không có cái lỗ. Làm sao mà ổ phá nào đừng có mà cái phen mà có cái lỗ vậy nè. Cái phen vậy phải không? Nó có phen vậy. Bây giờ để coi ở trong nhà mình có cái chìa khóa gì, ổ khóa diệt tiệp hay gì. Không, nói chung là mua ổ khóa diệt tiệp mà chừng 150-200 ngàn để luôn. Mình hãy xài. Đừng có xài những ổ khóa này, thấy không? Cái này là khoáng cáo cho mọi người nha. Khoáng cáo mọi người luôn. Điện đi. Ủa sao nãy giờ mình đi mình làm mình giống ăn trộm quá ta? Ê, đi. Không, mình khoáng cáo cho mọi người là đừng nên xài cái mấy ổ khóa này. Đúng rồi đó. Bỏ đi. Nhớ nha, đừng nên xài ổ khóa trong một phút 30 giây gửi xong rồi. Đúng rồi. Ê, nói nghe nè, nói gì hồi chứ gáp lại ra ngoài đổi được không? Sao gáp được? Nói chung là gáp lại á thì vẫn được. Nhưng mà biết sao không? Mình mở ra vậy rồi mình gắn lại mất công tội nghiệp người ta, ta mua về ta gặp mấy cái này nữa. Tội nghiệp đúng ta. Dục bỏ luôn đi. Bây giờ mình nói là gom tiền lại cho mình gom mấy mua cái mấy ổ khóa này mình đem mình dục bỏ. Mình đem đốt bỏ. Anh hẹn thức phải trả lại cho em chứ. Vậy hả? Cái này em mới mua luôn á. Anh phá thì anh phải trả lại chứ. Đi ra mua ổ khóa khác đi. Em nói ký sổ cho anh thức.